xin chào mừng quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị các bạn đến với cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay bên kênh Nguyễn Thành Tài Channel sẽ có một cái chủ đề dành cho các bạn. Thì đối với một số người mà cần mua cái chân đếm sử dụng mà muốn để quét dọn ở phần dưới cái máy giặt cái quý vị ha. Ở đây là giống như mình cho nó cao lên, cho nó cao lên khoảng chừng tầm tấc, bắt đầu mình quét dọn cho nó thuận tiện. Thì cái chân đếm máy giặt này nè quý vị ha, sẽ là giải pháp cho các bạn, cho quý vị. Thì ngày trước mình nhớ là mỗi lần mà là đi làm một cái chân đế để mà đặt cái tủ lạnh hoặc là cái máy giặt á thì nó rất là khó khăn. Và có chăng nữa là những cái chân đó được những anh thợ cơ khí họ sử dụng bằng sắt, thì nói chung là độ bền thì có nhưng mà cái độ thẩm mỹ đôi khi nó không có tốt, không có đạt yêu cầu. Chứ thứ hai là nó cố định, nó không có di chuyển qua lại được đó. Mà chưa kể là những người người ta làm không kỹ thì chân nó bị khập khiễng. Thì đây là cái giải pháp cho tất cả mọi người. Các bạn nhìn thấy đây nè, đây cái chân đế ha, đây cái hình chân đế này thế này, nó sẽ cao như thế này nè quý vị ha. Đây là mình quay cho các bạn xem, chứ quay tay nè, đó chân đế. Thì đây là một cái chân đế dành cho máy giặt và tủ lạnh. Thì mình muốn làm cái video này để hướng dẫn các bạn lắp ráp, có thể là đi đến ra ngoài những cái cửa hàng vật tư điện lạnh mình mua về mình có thể tự làm được. Thì ở đây có hai loại, quý vị thấy là ở đây người ta ghi rất là rõ. Ở đây thấy không, ta dùng cái cây lau nhà người ta quét ở bên trong nó cao lên được tầm một tấc. Thì ở đây có hai kích cỡ, bình thường mình ráp thì có thể là 480mm, có nghĩa là 1.8 tấc, hoặc là 600mm, nghĩa là tương đương với 6 tấc. Thì ngoài ra đối với những cái tủ lạnh hoặc là cái máy giặt mà nó lớn và nó nặng thì chúng ta sử dụng một cái chân đế bự hơn, cao hơn, nó lên tới 7 tấc luôn ha. Thì cái việc mà hữu ích của việc chân đế như thế này là nó giúp cho chúng ta dễ dàng, thứ nhất là dễ dàng điều chỉnh kích thước dành cho những cái tủ, thứ hai thuận tiện để làm vệ sinh. Thì cái loại này, cái chân nhỏ này nó sử dụng cho cái máy giặt có công suất từ 6 đến 9 kg và tủ lạnh từ 90 cho đến 270 kg ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Trước khi mà chúng ta đi vào cái việc mà lắp ráp cái chân đế này thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân chút xíu cho quý vị như thế này. Ví dụ trước khi chúng ta đi mua đó thì chúng ta phải biết ý dùng một cái thước nè để mình đo được cái chiều, mình đo cái chiều ngang của cái máy giặt mình như thế nào. Ví dụ ở đây có cái máy giặt Samsung, thì bây giờ nếu muốn mua cái chân đế đặt lên thì chúng ta phải đo cái chiều ngang của nó là như thế nào á. Ở đây quý vị để mình đo thử. Đây, cái chiều ngang của cái chiều ngang của cái máy giặt là 50. À, ví dụ ha, ví dụ như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ đo cái chiều dọc của nó là như thế nào. Đây, cái chiều dọc của nó tầm khoảng chừng đó cũng là 50 luôn quý vị nha, 50. Thì vậy là cái máy này nó vuông. Vậy cho nên khi mà lắp cái thiết bị này thì chúng ta chia làm sao để cái máy nó có thể lọt lòng 50-50. Bây giờ là chúng ta sẽ tăng chỉnh tầm khoảng chừng đâu là 55-60 là ok. Thì cái chân này là vừa đây. Thì cái cấu tạo của chân nó có như thế này đó quý vị. Nó có gồm 4 cái chân nhựa như thế này ha. Đây 1, 2, 3, 4. Và 4 cái thanh như thế này, 8 con ốc để chúng ta lắp ráp lại. Thì nó cũng đơn giản lắm chứ không có gì khó khăn đâu. Thì tại vì làm video để hướng dẫn cho các bạn biết trước khi mà chúng ta đi chọn mua thôi. Để thực sự ra cái này nó ráp lại, bắt đầu mình siết con ốc, nếu mà không vừa thì mình chỉnh lại, mình có thể tăng đưa qua lại được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở cái này ra, mình sẽ ráp cái chân này lại ha. Trong quá trình mình ráp mình sẽ làm video quay lại để các bạn xem, quý vị để tiền theo dõi, sau đó mình có thể tự mua và làm ở nhà. Ok ha, bây giờ mình sẽ mở ra mình làm. Quý vị ơi, bên trong cái hộp là như thế này ha. Mình mở ra mình nó có gồm với 4 cái thanh này, 4 cái thanh, nó có 4 con ốc luôn. Đây ha, có 4 cái chân đế. Và cái chân này nhìn rất là chắc chắn nha quý vị. Bự dữ rồi nha. Cái chân này nó tăng đưa được nè quý vị ha. Nó xoay tới xoay lui được, xoay tới xoay lui được luôn. Đó, căn chỉnh độ cao hết cỡ quá. Tất cả đều được hết. Đây, nó là 4 chân rất là to. Lấy cho quý vị coi. Sắp gọn rồi ha. Là 4 thanh inox. Nhìn cũng sắc sảo dữ lắm mà ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để mà ráp nó lại. Thì chúng ta nếu mà chúng ta không biết, chúng ta có thể căn cứ trên này. Đây nè, cái hình trên này nó có chỉ nè. Mình lật ngược cái chân đế lên. Còn thôi các bạn theo dõi cụ thể cái chủ đề mình làm, các bạn sẽ làm được thôi ha. Không có gì khó đâu. Bây giờ thứ nhất như vậy, chúng ta đặt 4 cái chân này, mở ngược lên, chuyển thử ra nha. Ở đây cũng vậy luôn, 4 chân nha. Rồi, nó sẽ là làm như thế này. Đây 4 chân. Thì lúc đầu chúng ta có đo, đo cái kia kích cỡ của cái máy giặt Samsung ở đằng kia kìa, là 50-50. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vô
nha. Đo kích cỡ 50-50 coi nó đều chưa, bắt đầu chúng ta làm y chang như vậy thôi, nhưng mà mình trừ hao, ví dụ như 50 thì mình trừ hao cho thành 55 hoặc 60 đi, để cho nó đặt đặt lên một cái là chút xíu á, cái máy giặt nó sẽ nằm ngay đây luôn, cái chân máy giặt sẽ nằm ở đây ha, rất là tiện. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiến hành làm nè nha. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ mấy cái chiếc ba ke nè, mình mở trên đây nó có 8 con ốc, mở 8 ốc ra. Để đây. Mình để 8 con ốc ra một bên nha quý vị. Ha, để một bên đi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm. Đây nó có tương tự nha, đây nè. Những cái lỗ đây nè. Ví dụ nha, bây giờ như thế này, ở đây nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ trên này nè, thì chúng ta đưa vô, trên này cũng có cái lỗ luôn nha, đây có cái lỗ luôn, chúng ta đưa vào đây, đây chúng ta đưa vào, cái gì thấy không? Bây giờ chúng ta đưa vô nè, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao cho cái lỗ này, cái lỗ này nè, đó nó vô cái lỗ dưới đây, để mà chúng ta siết cái ốc lên được thôi, nó cũng đơn giản chứ không gì khó khăn đâu ha. Ok. Rồi bây giờ về mình sẽ đo ra, kéo từ từ thôi. Rồi mình sẽ dặn dặn cái con ốc này lại nè. Chúng ta sẽ dặn con ốc này lại, dặn cái con ốc này lại cho nó vô chỗ này. Nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm 4 cái luôn. Ở đây, đây quý vị, bây giờ mình đã ráp hai cái con này vô, nó có cái lỗ đây mình gặn vô thôi ha. Thì điều quan trọng là chúng ta đo. Ví dụ nãy chúng ta đo đó 50, bây giờ mình đo trừ hao phải 55 60 nha, để mình coi cái kích cỡ này cái này như thế nào. Ok. Nó được 61 nè quý vị, số 61 ha. 61. Đó là như vậy, thì bây giờ chúng ta tiếp tục, nếu mà được thì chúng ta cũng đo đo làm cái hình tứ diện là 60 hết luôn ha. Thì nó có từng lỗ trên này cũng rất là dễ, mình có thể tăng đưa theo cái ý của mình. Đây nè, có rất là nhiều lỗ ha. Mình gắn 4 cây ráp lại với nhau và đặt nó lên, đưa cái máy giặt lên trên, vậy coi như là xong. Chứ không có gì khó khăn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm những cái thanh còn lại nha quý vị. Bây giờ coi như chúng ta đã ráp xong, các bạn nhìn thấy nè, những con ốc được gá là hết 1 con, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 con, nó đều ăn chặt hết. Rồi bây giờ nó là hình thường, nó là gì? Đây, nhiệm vụ còn lại chúng ta là đưa cái máy giặt này kia, nè, đưa máy giặt này lên trên này là coi như là ok. Thì cái việc lắp đặt cái này nó mất tầm khoảng chừng đâu, không tới nửa tiếng như quý vị nha. Đó, không tới nửa tiếng đâu, bây giờ chúng ta nhiệm vụ mình dinh, đưa ngọt lên đây là ok, xong xuôi, không có gì hết ha. Rồi xong rồi quý vị. Cái máy này chúng ta đây nè, cái này đúng ra chúng ta cho nó thọc vô xíu cũng không sao, còn nếu không để về cũng được. Thì tại cái chân này là 50 50, nhưng mà mình để là 60 ha, thì để cho nó rộng rãi thoải mái chút xíu cho khiên cho nó dễ. Bây giờ mình nhìn lại và cái máy được cái này, cái này nó rất là cứng, có thể xài máy cửa ngang được luôn nha, bốn hướng rất là ok. Thì mình có thể đặt cái máy cửa ngang lên trên này cũng rất là được, và cái tủ lạnh thì nó tầm khoảng chừng đâu là 200 mấy 300 mét cũng là sử dụng được cái này. Ok ha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Coi như là bữa nay cái video, cái chủ đề này là chia sẻ mọi người về cái thiết bị rồi, để đặt cái chân đế thôi, hướng dẫn mọi người lắp ráp vậy đó. Mình lấy cái thước mình đo rồi mình chỉnh, tại ở phía dưới nó có những cái con ốc á, mình có thể dạng một cách dễ dàng. Rồi xin được chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha ở cái video tiếp theo. Ok, xin chào.